Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn 0.2 cái đồng TDS nha các bạn. 0.4 TDS min group nó là 0.2 TDS nha các bạn. Các bạn chỉ việc click phần link mô tả bấm nút ta. Sau đó nó ra gì các bạn chọn vào tiếng Anh nha tất cả các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group của nó. Join vào kênh Telegram group của nó các bạn nhận được 0.2 tron nè. Rồi các bạn bấm vào nút join add nè. Cái này càng mở dưới tròn lên. Bạn nào chưa biết tạo dưới tròn lên, mình có phần link video cho tất cả bạn giảng tạo dưới tròn cho tất cả các bạn. Rồi các bạn mở dưới tròn lên nè. Hoặc các bạn có thể dùng dưới tròn mình chút qua lại cũng được nha tất cả các bạn. Các bạn lưu ý nè các bạn, mình có 30, 02, 05 tóc cận TDS nè. Để mình làm gúc về liền cho tất cả các bạn xem luôn nè. Rồi các bạn mình copy cái địa chỉ nè. Rồi mình gửi cho mình. Thì nó ít thiệt nhưng mà căng chút nha các bạn. Rồi các bạn mở bot lên nè. Rồi các bạn add vào nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Nó sẽ về liền cho tất cả các bạn luôn. Rồi các bạn bấm vào ghép liền. Các bạn lấy liên ghép mình chia sẻ cho bạn đại thằng mỗi một lượt ghép chat cho bot thì bạn nhận 0.1 TDS các bạn. Rồi để mình quay lại mình coi nó đã về chưa nha tất cả các bạn. Rồi các bạn, mình mới nãy là 30.05 giờ lên 30.07 nha các bạn. Về liền các bạn. Đem qua mình coi lịch sử cho nó, mình coi lịch sử cho các bạn coi nè. Nên các bạn cộng 0.2 TDS các bạn. Thì video mình kết thúc nha các bạn. Cũng ngon.